Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển Facebook sang chế độ tối. Nếu mà bạn sử dụng Facebook nhiều á thì tốt nhất các bạn chúng ta nên chuyển sang chế độ tối. Lúc đó nó đỡ nhức mắt và đỡ mỏi mắt hơn. Thì cách chuyển Facebook sang chế độ tối thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây. Bước đầu tiên á, chúng ta sẽ chọn vào ba dấu gạch ngang nó nằm phía trên bên góc bên phải các bạn chọn vào. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ kéo xuống. Tới cái dòng là Cài đặt và quyền riêng tư các bạn chúng ta sẽ chọn vào tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào cài đặt rồi sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ kéo xuống tới cái dòng là chế độ tối các bạn chọn vào thì ở đây á nó có hai thì chọn thì chọn đầu tiên là bật và thì chọn thứ hai là tắt ở đây á tôi đang tắt chế độ tối nên các bạn thấy này nó sẽ có nền sáng như thế này rồi bây giờ tôi muốn là bật chế độ tối lên thì tôi sẽ chọn vào bằng này thì lúc này á Facebook của tôi á nó đã chuyển qua đèn đen tức là chế độ tối bây giờ tôi sẽ quay trở lại này thì bạn thấy Facebook của tôi á nó có nền đen đó chế độ tối lúc này á nhìn đã đỡ nhức mắt hơn còn nếu mà các bạn chúng ta không thích chế độ tối á các bạn chúng ta muốn là chuyển lại chế độ sáng thì chúng ta sẽ làm như sau này chọn vào ba dấu gạch ngang kéo xuống chọn vào cài đặt và quyền riêng tư. Tiếp theo chọn vào cài đặt. Rồi kéo xuống. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào chế độ tối này. Chọn vào tắt đi. Thì lúc này á nó sẽ chuyển qua chế độ sáng. Đó là cách chuyển Facebook sang chế độ tối. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển Messenger sang chế độ tối. Rồi bây giờ tôi sẽ ra màn hình này. Tôi chọn vào Messenger. Rồi để chuyển Messenger qua chế độ tối á Thì chúng ta sẽ làm như sau này Đầu tiên á Các bạn chúng ta sẽ chọn vào đại diện Nó nằm phía trên Bên góc bên trái á Các bạn chọn vào Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ kéo xuống Tới cái dòng là chế độ tối Các bạn chọn vào Tiếp theo ở đây Các bạn chúng ta sẽ bật lên Thì lúc này á Messenger của tôi Nó sẽ chuyển qua chế độ tối Đó bạn thấy không Còn nếu mà các bạn chúng ta muốn tắt đi á Thì các bạn chúng ta làm ngược lại nha đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chuyển Facebook sang chế độ tối cũng như là Messenger qua chế độ tối. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.